Xin mời các bạn đến với bản tin buổi chiều ngày 16 tháng 5 năm 2024 với tiêu đề thủ lĩnh Hamas đổ lỗi cho Israel về đàm phán ngừng bắn bế tắc. Bài viết 3 giờ trước trên báo VOV. Hôm qua 15 tháng 5, thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh đã đổ lỗi cho Israel về đàm phán ngừng bắn bế tắc hiện nay, cho rằng những sửa đổi của Israel đối với đề xuất cho các nhà hòa giải đưa ra đã khiến đàm phán đi vào ngõ cụt. Thủ lĩnh Hamas bác bỏ bất kỳ thỏa thuận hậu chiến nào ở Gaza nếu loại trừ nhóm này, đồng thời nhấn mạnh Hamas vẫn yêu cầu mọi thỏa thuận ngừng bắn phải chấm dứt chiến tranh ở Gaza. Hôm qua, quân đội Israel đã giao tranh với Hamas trên khắp Gaza, bao gồm cả thành phố Rafah ở phía nam. Các lực lượng Israel trong những ngày gần đây đã tiến vào phía đông Rafah để truy tìm 4 tiểu đoàn Hamas, bất chấp cảnh báo của đồng minh Mỹ phải tránh thương vong hàng loạt cho dân thường. Trong một diễn biến liên quan, quân đội Mỹ đã bắt đầu di chuyển một bến tàu nổi về phía bờ biển Gaza, một trong những bước cuối cùng trước khi khánh thành một cảng biển giúp tăng tốc dòng viện trợ nhân đạo cho người Palestine. Các quan chức hy vọng bến tàu có thể được thả neo vào biển Gaza và viện trợ có thể bắt đầu được chuyển đến Gaza trong những ngày tới. Bộ Ngoại giao Anh hôm qua cho biết một chuyến hàng viện trợ gần 100 tấn của Anh đã rời ship hướng đến bến tàu tạm thời ở Gaza. Bây giờ thì không biết là bên nào cũng đổ lỗi cho bên kia. Đây, bài viết này thì nói thủ lĩnh Hamas đổ lỗi cho Israel về đàm phán ngừng bắn bế tắc. Và trong khi đó, Mỹ thì đã gây sức ép cho Israel là không được bắn vào, sợ nó gây ra thiệt hại cho dân thường. Đây là thủ lĩnh Hamas Ismail đã đổ lỗi cho Israel về đàm phán ngừng bắn bế tắc hiện nay, cho rằng những sửa đổi của Israel đối với đề xuất do các nhà hòa giải đưa ra đã khiến đàm phán đi vào ngõ cụt. Ở chiến nó gọi là xảy ra chiến tranh thì cứ bên nọ đổ lỗi cho bên kia, không bên nào nhận sai cả, bên nào cũng nghĩ là mình đã phải. Đây là hôm qua quân đội Israel đã giao tranh với Hamas trên khắp Gaza, bao gồm cả thành phố Rafah phía nam. Các lực lượng Israel trong những ngày gần đây đã tiến vào phía đông Rafah để truy tìm 4 tiểu đoàn Hamas, bất chấp cảnh báo của đồng minh Mỹ phải tránh thương vong hàng loạt cho dân thường. Đó. Mỹ người ta cũng lên tiếng rất nhiều về là không được tấn công Hamas, đánh công vào thành phố Rafah, vì sẽ sợ rằng sẽ gây thiệt hại cho dân thường rất nhiều.